Thì thưa quý vị, trong Tết thì mình có từ giờ tới Tết mình có rất là nhiều những cái chuyện để làm. Ví dụ như hôm nay là ngày 22 thì ngày mai là 23 là ngày đưa ông táo. Thì nói chung ra đó, người Việt Nam mình thì cái việc đưa ông táo đó là một cái truyền thống này. Nó đã là một truyền thống này. Có theo Phật hay không theo Phật thì mình cũng đưa ông táo. Thì đó là một cái truyền thống đẹp của người Việt Nam. Thưa quý vị, mà đầu tiên á, mình hỏi là tại sao lại là ông táo, có nghĩa là một cái ông nằm ở trong cái xó bếp chứ không phải là một cái đối tượng gì đó mà nằm ở, thí dụ như ở trong phòng khách hay là ở một cái nơi khác, mà lại là nằm ở trong xó bếp. Thì thưa quý vị, bởi vì đó, bếp thì nó gắn liền với người phụ nữ, bếp gắn liền với người phụ nữ, mà cái người mà tỉ tê chuyện gia đình là cũng chỉ có người phụ nữ thôi. Còn đàn ông mà gặp nhau á, thì đa số là mình kể những cái chuyện trên trời dưới đất. Ở Sài Gòn mình thì ít gặp, chứ còn mà về dưới quê đó hay gặp đó. Có nghĩa là mấy bà mà gặp nhau á, thì hay lôi xuống dưới bếp là vừa làm thức ăn vừa kể những cái chuyện gia đình chồng con cho nhau nghe. Cho nên ấy, người phụ nữ vui cũng ở dưới bếp và buồn cũng ở dưới bếp, thì cái bếp là cái mà họ trao hết những cái tâm tình ở dưới đó. Thì với một cái nguyện vọng là những cái chuyện nóng lạnh, những cái chuyện ấm lạnh trong gia đình, thì mình có thể mình gửi cho một cái đối tượng nào đó để mà có cái sự chia sẻ cũng như nhờ được cái sự giúp đỡ. Thì đó là cái quan niệm của dân gian. Mà thưa với quý vị, mình thì không cần phải có một ông táo thì mới có một cái gì đó hoặc một ai đó ghi nhận những cái hành động thiện ác của mình. Và mình cũng không cần phải chờ đến cuối năm, có nghĩa là chờ đến ngày 23 thì mình mới có cái chuyện là tổng kết những cái việc mình đã làm ở trong cái thời gian vừa rồi. Thưa quý vị, nàng bà Yayudhara đó, thì trong một tiền kiếp có một lần như thế này nè, là ở trong một cái hoàn cảnh nó vắng vẻ không có ai hết, mà bà lại gặp một cái đối tượng, một cái người đàn ông mà họ dụ dỗ. Mặc dù lúc đó bà đã có chồng và chồng bà là Bồ Tát, thì theo như trong kinh thì phụ nữ trong những cái hoàn cảnh mà vắng vẻ không có ai hết mà có một cái người mà khác phái mà quyến rũ, họ rất dễ sa ngã. Nhưng mà bà Yayu Đà La bà vẫn kiên quyết giữ cái tấm lòng của mình đối với chồng. Bởi vì á, bà suy nghĩ như thế này: cho dù mình làm cái chuyện này không ai thấy, cái người phàm mắt thịt không ai thấy, nhưng mà sẽ có những vị phi nhân, những cái vị chư thiên hoặc là những vị đạo sĩ, họ có khả năng họ đọc được tâm, họ có thiên nhãn, thì họ sẽ thấy cái hành động của mình. Mà nếu như trong một cái trường hợp nào đó mà những người đó họ không có thấy, thì mình cũng không tránh được cái nghiệp của mình. Có nghĩa là cho dù mình có tránh được tai mắt thế gian đi chăng nữa, mình có tránh được thì mình cũng không tránh được tai mắt của những người gọi là cái hàng khuất mặt ấy, hoặc là những vị có thần thông. Mà cho dù mình tránh được tai mắt của họ thì mình cũng không tránh được cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Chính vì nghĩ như vậy cho nên bà không ngoại tình. Thì bản thân chúng ta cũng như vậy thôi, mình không cần đến một ông táo để mà lên xin xỏ với Ngọc Hoàng Thượng Đế là trong cái năm vừa rồi đó thì con làm những cái chuyện này tốt, những chuyện kia xấu, mình không cần. Mà xin thưa với quý vị, khi mình làm thân khẩu ý, cho dù mình có che giấu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ có những vị chư thiên, có những vị phi nhân hoặc có những vị chứng đắc thần thông, họ thấy hết, mình không cách nào mình giấu được họ. Mà lạ một điều á, khi mà mình đau khổ, khi mà mình trong những cái tình thế mà ngặt nghèo á, thì mình hay nghĩ đến chư thiên, nghĩ đến thánh thần, nghĩ đến những vị phi nhân, mình cầu họ giúp đỡ. Chứ còn những lúc mình làm chuyện bậy bạ, mình không bao giờ mình nghĩ đến họ chứ. Thì hỏi trong những cái lúc
mà mình làm cái chuyện xấu mình không nghĩ tới họ, thì trong lúc ngặt nghèo làm sao mình kêu họ giúp, đúng không? Họ nhìn mình họ không hoan hỷ thì cái lúc mà mình cần họ giúp thì làm sao họ giúp được mình. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, cho dù đối với những người mà họ không tin quỷ thần đi chăng nữa, thì chính cái những cái hành động thiện ác của họ cũng không cần đến một cái vị phi nhân, một vị đạo sĩ nào có thần thông họ nhìn hết, cái đó không cần. Mà ngay chính cái bản thân, cái nghiệp của họ đã giải quyết họ. Khi mình làm thân khẩu ý nó bất thiện thì tự khắc mình đã gieo những cái nhân quả bất thiện, và mình sẽ nhận lấy những cái hậu quả mà Đức Phật nói đó là những cái hậu quả mình không mong muốn. Còn khi mà mình làm những cái thân khẩu ý nó thiện thì không cần phải thông báo với ai hết, không cần phải thưa gửi, không cần phải trình, không cần phải xin, thì những cái quả thiện mình vẫn nhận được. Cái thời gian vừa qua quý vị đã học về cái giới, học về những cái hậu quả của việc phá giới và những cái kết quả của việc giữ giới, thì mình thấy đó, mình làm bất kỳ chuyện gì nó đều dẫn đến hậu quả, muốn tốt hay muốn xấu đều do mình, chứ không do một cái đấng thần linh nào hết, không do một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là một cái ông Táo Quân hay bất kỳ một cái thế lực nào họ có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, hoặc họ có khả năng thay đổi những cái kết quả mà mình đã làm, họ không làm gì, mà chính mình là cái người thay đổi cái vấn đề đó. Và trong nhà mình thì hầu như ai cũng có gọi là có ông địa ông thần tài, cái ai cũng có, nhất là người Việt Nam mình, tại vì đó là cái gọi là trong cái phong tục tập quán mình này. Thì thưa quý vị, dưới cái nhìn của Phật giáo đó thì nó có những hạng người mà mình có thể mình thờ ở trong nhà. Thứ nhất đó là Phạm Thiên. Và xin thưa với quý vị đó, Phạm Thiên thì đó là những vị tu thị đắc thiền và họ sanh về cảnh giới Phạm Thiên, Phạm Thiên sắc giới hoặc là Phạm Thiên vô sắc giới. Thì những vị đó họ không rảnh họ xuống đây với mình, chắc chắn như vậy. Mà cái Phạm Thiên ở đây mà Đức Phật nói đó, đó chính là cha là mẹ, đó là người cao nhất mà mình có thể thờ, nó còn hơn cả những vị chư thiên dục giới, nó còn hơn cả vua trời đế thích, hơn cả tất cả mọi người. Mà đương nhiên ở đây là Đức Phật không so sánh cha mẹ mình với những hàng sa môn, có nghĩa là những bậc xuất gia Đức Phật không so sánh. Mà Đức Phật nói là thay vì mình thờ cúng quỷ thần thì mình nên thờ cúng cái vị Phạm Thiên ở nhà, bởi vì cái vị Phạm Thiên đó đó cao hơn cả những vị chư thiên dục giới. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ đối với mình đó, họ luôn có cái tâm từ bi hỷ xả đối với con cái. Có thể đối với những người khác họ không làm được chuyện đó, nhưng mà đối với con của mình họ sẵn sàng họ hy sinh để cho con mình được vui. Có nghĩa là cha mẹ đối với con chính là Phạm Thiên, bởi vì họ lúc nào cũng có tâm từ bi hỷ xả. Đương nhiên cũng có một số những trường hợp ngoại lệ, cái đó thì nó có, nhưng mà hầu hết chính là như vậy. Thì đó là nhân vật đầu tiên mà mình cần phải thờ ở trong nhà. Cái nhân vật thứ hai là cái hàng chư thiên dục giới. Thì xin thưa với quý vị, chư thiên dục giới đó thì nếu như mà ở những cõi mà cao đó, họ cũng ít khi nào họ xuống đây lắm. Bởi vì trong trường bộ Ngài Kumara Kassapa, Ngài có một cái ví dụ như thế này nè. Nó giống như một người mà bị lọt dưới một cái hầm phân, được người ta kéo lên cho tắm rửa sạch sẽ, rồi cho tắm qua mấy lần nước thơm, rồi thay những cái bộ y phục thiệt là đẹp, cho ở trong một cái tòa lâu đài thơm phức mát lạnh. Thì một người như vậy đó, họ nhìn lại xuống hầm phân, có dụ dỗ có nói bằng cách nào đi nữa họ cũng không bao giờ họ muốn xuống trở lại. Thì cái cảm giác của hàng chư thiên đối với cõi người mình cũng như vậy. Khi mà mình
Quý vị bao giờ họ mình đến những cái nơi mà nuôi gà, những cái nơi nuôi heo, những cái trại chăn gia súc đó. Từ xa là mình đã ngửi thấy cái mùi của nó rồi. Ví dụ như khi mình tới cái trại nuôi gà, từ xa mình đã ngửi thấy mùi của con gà. Mình tới trại nuôi heo, từ xa mình đã nghe mùi heo. Thì cũng vậy đó, cái mùi của loài người đó, cho dù mình có sức nước thơm đến chừng nào, bao nhiêu đi chăng nữa, thì chư thiên họ cũng đứng cách xa mình 100 do tuần. Một do tuần thì tương đương với khoảng từ cỡ 12 cho tới 20 cây số, có nghĩa là cỡ sẽ lấy một con số trung bình là cỡ 16, thì 100 do tuần là họ cách mình tới 1.600 cây số. Cái mùi của loài người á, chư thiên họ gớm lắm thưa quý vị, nó thiệt. Tại vì ở trên đó nó thơm quá, cái mùi này gọi là cái mùi phàm tục, họ chịu nổi. Cho nên ý, muốn mà từ mà 1.200 cây số mình kéo thẳng cái rẹt mình kéo xuống nhà của mình nó khó lắm thưa quý vị, trừ khi mình có một cái gì đó nó thiệt là đặc biệt. Xin ví dụ cũng như cái ví dụ mà của ngài Kumara Kassapa, ví dụ như cái hầm phân đi chẳng hạn, thì thí dụ như ở trong đó dưới đó mình nó rớt vài cục kim cương mà nó bự cỡ cái nắm tay đó, thì quạ ma người ta mới nhảy xuống. Cũng vậy, mình phải có một cái lợi ích gì đó nó thiệt là đặc biệt thì cái hàng chư thiên họ mới chịu xuống dưới đây. Đó là gì? Đó là mình phải có phước báo nhiều, phước nhiều cỡ nào. Bố thí, quý vị bố thí mà nhắm cỡ như ông cấp cô độc được chưa? Chưa đâu. Hoặc là mình giữ giới, cái phước mình giữ giới đó mình phải giữ ít nhất là năm giới trong sạch nha quý vị, mình phải giữ năm giới trong sạch thì mình mới có cơ hội mà chư thiên họ xuống dưới đây họ ở với mình để chi họ hưởng cái phước mà mình hồi hướng cho họ. Thì coi như tại vì ở dưới đây mặc dù họ gớm nhưng mà ở đây nó có cái đặc biệt cho nên họ ráng chịu khó họ xuống dưới đây để họ hưởng cái phước cái đó có. Chứ còn ngoài ra mình là cái người giới thì không trong sạch, tâm thì lại bõn sẻn, mình sống thì trời ơi đất hỡi mà mình đòi hàng chư thiên họ xuống với mình, cái chuyện đó là cái chuyện nó không hợp lý, không hợp lý. Cho nên mình có thờ ông địa thần tài mình biết cái gì ở đó chứ không phải là chư thiên đâu. Cái thứ ba là cái hàng phi nhân. Phi nhân thì nó cũng có hai loại, cái hàng phi nhân thiện thì đương nhiên là đó là có thể là họ hàng thân bằng quyến thuộc của mình thì họ mới ở với mình, mọi người đến với nhau đều do nhân duyên. Thì khi mà hàng phi nhân họ đến với mình thì họ đều đã từng là cái thân bằng quyến thuộc. Mà quý vị thử hỏi là khi người ta tới với mình thì mình phải nuôi người ta, nuôi bằng cái gì? Bánh trái họ không ăn được rồi, quý vị đã cúng quý vị thấy là bánh trái đâu có mất miếng nào đâu, không mất miếng nào, đồ ăn thức uống mình cúng không mất miếng nào chứ, toàn cúng xong mình ăn. Thì cái mà họ hưởng được chính là cái phước, mình làm phước mình hồi hướng phước đến cho họ, đó là những cái việc thiện mình làm. Thì cho nên cho dù là mình có thờ cúng cái gì ở trong nhà đi chăng nữa, đối với người mà hơi có khuynh hướng tâm linh đó, thì có thể đó là những bậc phi nhân, mà hàng phi nhân đó là ai, chính là thân bằng quyến thuộc của mình, và mình có thể mình nuôi họ theo cách nói nôm na của mình, nuôi dưỡng họ bằng cái phước của mình, đó là mình làm những việc thiện và mình hồi hướng công đức, hồi hướng ra miệng chứ không phải mình nghĩ ở trong đầu, là không phải ai cũng có cái khả năng là đọc được tâm, mà giả sử có ai đó mà đọc được tâm của mình thì mình có dám để họ đọc không thưa quý vị? Nguyên một ngày trời mình nghĩ cái những cái trò trong những cái trò gì ở trong đầu mình có dám để cho họ đọc hay không, mà mình nghĩ là cái lúc mình hồi hướng là họ chịu khó họ đọc. Nó như vậy cho nên nó khi mà quý vị hồi hướng làm ơn mở miệng ra mà nói. Và đối với những cái hàng quyến thuộc như vậy đó thì trong chú giải pháp cứu thì cũng có đề cập đến một trường hợp, đó là khi mà mình chăm sóc họ bằng những cái phước thiện mình hồi hướng thì ở trong một cái điều kiện hạn chế nào đó họ có thể giúp mình, có thể giúp ví dụ như là giúp cho cái việc mà mình làm ăn buôn bán nó thuận lợi, cái mùa màng của mình làm ăn nó trúng mùa chẳng hạn, ở đó thì trong cái chú giải pháp cứu có đề cập tới.
Mà và lâu lâu thì mình cũng có những người Việt Nam mình hay có những cái như vậy nè, thí dụ như làm thuê cái tìm chìa khóa thì quả thấy cũng thắp nhang cúng ông địa, cái đó có. Rồi còn cái loại phi nhân thứ hai đó cũng là những người có duyên với mình ấy, nhưng mà họ là những người có oan trái với mình, tại vì sống ở trong cuộc sống thì đương nhiên phải có người mình thương và có người mình ghét. Thì cái người thương nãy sư đã nói rồi, nhưng mà có một số người ghét thì họ cũng rình rập mình để chi, để họ giải quyết cái ân oán mà từ đời kiếp nào mình không biết. Cho nên quý vị thấy có những gia đình ấy, thì thờ cúng thì cũng thờ cúng tùm lum la hết, nhưng mà gia đình vẫn lục đục. Đương nhiên phần lớn là do chính bản thân họ, nhưng mà mình cũng không ngoại trừ cái khả năng là do cái hàng thiên gia họ phá, cái đó cũng có. Thì thứ nhất là nguyên nhân tại sao như vậy, bởi vì đó mình là người phá giới, mình là một người mình sống không có giữ giới, thì mình sẽ chiêu cảm, gọi là mình sẽ cộng trú với những người họ thường hay oán ghét mình. Cái thời gian qua quý vị học về giới quý vị đã thấy rồi, khi mà mình không giữ giới đó, rất nhiều những cái giới là mình sẽ gặp nhiều người thù oán, nhiều người họ không ưa thích, trong cái quả báo quý vị đã đọc. Và khi mà họ không ưa thích thì quý vị đã biết chuyện gì xảy ra, đó là về cái nguyên nhân. Cho nên cái cách giải quyết thì mình cũng do cái nhân như vậy mà mình giải quyết. Cách giải quyết đầu tiên là mình phải coi lại coi cách sống của mình nó có ổn hay chưa, coi coi là mình có phải là mình cái giới của mình đó, nó có trong sạch hay không. Nếu chưa trong sạch mình phải giữ cái giới cho trong sạch. Cái điều tiếp theo là mình phải làm phước, mình hồi hướng phước, hồi hướng phước đến cho tất cả những người có oan trái với mình. Và điều thứ ba là mình phải vẽ tâm từ, phải sống trong tâm từ, mình vẽ tâm từ đến với họ, cho dù họ là có oan trái với mình hay không, mình đều vẽ tâm từ đến với họ. Cho nên khi mà quý vị tu thiền ở đây thì sư đều khuyến khích mình thực hành cái việc rải tâm từ, bởi vì việc rải tâm từ nó có rất nhiều những cái tác dụng. Thứ nhất là bản thân cái người mà thực hành tâm từ đó họ có phước trước cái đã, thứ hai là họ ít cái người mà thù oán, tại vì đó những người mà thù oán với họ khi mà mình rải tâm từ thì họ mát mẻ, nhờ như vậy mình sẽ chuyển hóa được. Và thứ ba là cái việc đối với người rải tâm từ thường xuyên thì cái việc tu hành của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Cho nên khi mà hành thiền thì sư vẫn khuyến khích mình rải tâm từ. Và đối với ngày Tết thì thường là đến đêm giao thừa thì mình hay làm một cái bàn thiêng, rồi mình cúng, rồi mình mời ông bà về ăn Tết với con cháu. Cái việc mà giao thừa mình nghĩ tới ông bà cha mẹ, có thể nghĩ tới người thân quyến thuộc, đó là một cái truyền thống tốt của người Việt, bởi vì mình tưởng nhớ đến những cái thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng mà theo tinh thần Phật giáo thì không phải là mình chờ đến cái ngày 30, bởi vì nó có một cái sự khác nhau giữa cái phong tục tập quán của từng cái nền văn hóa đối với cái sự thật chân lý. Mà đến với đạo Phật là mình đến với sự thật, thì trong cái sự thật chân lý đó thì không phải mình đợi đến 30 giao thừa thì mình mới tưởng nhớ đến người thân, mà người thân của mình ấy, họ thường xuyên ở xung quanh, nhất là những người có biết làm phước, có nghĩa là những người sống thiện, thì họ thường xuyên họ tập trung ở xung quanh mình để chi, họ nhờ cái phước mình hồi hướng. Cho nên không cần mình phải chờ đến 30, và khi mình cúng á thì mình cũng làm cái gì đó nó đơn giản thôi, không cần phải làm mâm cao cỗ đầy, bởi vì sao, đó là một cái phong tục tập quán để mình giữ gìn cái truyền thống. Chứ còn thực tế đó thân bằng quyến thuộc của mình đâu có ăn được đâu, không ăn được, họ chỉ dùng được cái gì, dùng được cái phước mình hồi hướng. Và như sư nói, ông thân bằng quyến thuộc của mình nó không phải họ chỉ về
đây họ ăn Tết với mình chỉ có 3 ngày Tết rồi họ đi không có. Họ vẫn thường xuyên họ ở xung quanh quyến thuộc của mình. Cho nên ấy, cái việc mình cần làm là mình làm phước thường xuyên và mình hồi hướng phước đến cho họ. Giả sử mà mình có một cái gì đó mà mình làm cái điều đặc biệt vào cái đêm giao thừa đó, thì quý vị thử làm một cái chuyện này, là mình nghĩ về những cái việc thiện mình đã làm ở trong cái năm qua. Ví dụ như mình đã từng đi bố thí nè, mình từng đi phóng sanh, mình từng đi công quả ở chùa, hoặc mình từng giúp đỡ người này người kia. Mình nghĩ về những cái việc thiện đó, và cái đêm giao thừa khi mình thắp nhang, mình hồi hướng cái phần phước đó đến với tất cả những cái chúng sanh ở xung quanh, những cái chúng sanh mình thấy được hoặc không thấy được, mong cho họ được hưởng tùy ý. Theo sư đó thì cái đó nó đẹp, nó rất đẹp, cái hình ảnh nó rất đẹp. Có nghĩa là sao? Mình nghĩ về những cái phước thiện mình đã làm trong cái năm vừa qua, những cái việc tốt mình đã làm trong năm vừa qua, và mình chia sẻ cái phần phước đó đến với thân bằng quyến thuộc của mình, những người mà mình không nhìn thấy. Thì đó, theo sư đó là cái việc làm hết sức ý nghĩa, nếu mình có thể làm được vào đêm giao thừa. Và thêm một cái truyền thống nữa của người Việt, đó là ngày Tết thì mình hay tới chùa. Thì thưa quý vị đó, tới chùa thì có rất nhiều những cái mà mình cần phải nói. Nhưng mà đó, sư ở trên Facebook của sư là sư đã từng đăng một bài gọi là những cái điều lưu ý khi mà tới chùa. Nếu mà quý vị có theo dõi Facebook của sư thì quý vị sẽ đọc được. Thì những cái đó thì sư hạn chế, sư không nói lại. Và sư nói như thế này nè: ngày Tết thì mình thường ăn mặc rất là đẹp, mà nhất là phụ nữ. Cái đẹp thì không ai cấm, bản thân quý vị đẹp không phải là cái lỗi của quý vị, đó là cái phước cũ. Nhưng mà mình ăn mặc như thế nào mới là vấn đề. Cái tuần trước á, khi mà sư nói về cái việc những người nghệ sĩ mà họ hành nghề, thì xét về cái nghiệp của họ thì mình nói rộng ra không phải chỉ riêng đối với những người nghệ sĩ mà đối với mình cũng vậy. Ngay bản thân mình là những người chưa có ly tham, tham dục mình vẫn còn đầy, mình vẫn là phàm phu, mình vẫn còn tham dục. Thì khi mà mình trang điểm, khi mà mình mặc quần áo với cái mục đích khơi gợi cái lòng tham dục của người khác, ví dụ như những cái trang phục thì quý vị biết rồi, rất là hở hang, người nam thì ít nhưng mà người nữ thì hơi nhiều. Thì khi mà mình coi như mình gợi cái tâm tham dục của người khác như vậy đó, thì chính bản thân mình đã tăng trưởng cái lòng tham dục, và mình làm cho người khác cũng tăng trưởng cái lòng tham dục khi mà họ nhìn vào cái cơ thể của mình, khi mà mình ăn mặc những cái bộ đồ nó kích thích cái lòng tham dục của người khác. Thì cái người như vậy chắc chắn là mình sẽ nhận lấy cái kết quả khổ đau, điều đó là điều chắc chắn. Nên mình nhớ không nhất thiết phải là ngày Tết, chẳng qua là ngày Tết thì mình thường có khuynh hướng mình mặc đẹp thôi, nhưng mà ngay cả ngày thường cũng như vậy. Nên nhớ cái chuyện ăn mặc rất là quan trọng. Cho nên ấy, bà Quý Sa Kha, quý vị biết là bà rất là đẹp, thì bà có cái bộ bộ trang sức, bà có một cái bộ trang sức rất là đẹp. Nhưng mà đó, khi mà bà đến chùa thì bà đều gỡ bộ trang sức đó ra, bà để ở ngoài cổng, bà không đem vô chùa. Quý vị thấy, bởi vì bà nghĩ chùa là một cái nơi trang nghiêm, mà mình ăn mặc quá đẹp như vậy mà mình đi vào chùa đó, đó là một cái điều nó không có xứng, mình hay gọi là điều bất xứng. Thì ngay cả hồi xưa người ta còn nghĩ như vậy, bà Vi Sa Kha bà còn nghĩ như vậy, huống chi là mình. Cho nên ấy, khi mình đến chùa thì mình nên lưu ý lại cái cách ăn mặc của mình, nên lưu ý. Cái tiếp theo là cái vấn đề mà mình thắp nhang. Thì thưa quý vị,
Nhang bây giờ toàn hóa chất không. Cho nên ấy, nói nào ngay là mấy ông sư ở trong chùa đó là sống trong một môi trường hết sức ô nhiễm bởi cái khói nhang. Tại vì nhang bây giờ ta làm toàn là nhang hóa chất. Mà ngày Tết á, trời ơi, thiên hạ mỗi người chỉ cần mỗi người một cây thôi là nguyên cả cái chùa là toàn mù mịt. Chứ đừng nói là mỗi người một bó. Mà xin hỏi quý vị đó, bây giờ không lẽ bây giờ kêu là thôi Phật tử ráng kiếm cái nhang xịn mà nhang 100% thiên nhiên. Ai đời đâu nói chuyện đó, đúng không? Không ai mà đi nói vậy đó. Cho nên mấy ông sư chịu chết. Thành ra vấn đề đó đó, mình có lòng thành, mình thắp nén nhang thì đó là việc tốt. Nhưng mà đó, nếu mà quý vị thương mấy ông sư á thì hạn chế lại. Nhất là những cái loại mà nhang bán ở ngoài, những loại nhang mà rẻ tiền, rất là thơm mà rẻ tiền bán ở ngoài, quý vị hạn chế để chi thương mấy ông sư, chứ không gì hết. Và tiếp theo là một cái vấn đề trong ngày Tết là mình rất hay phóng sanh. Cái việc phóng sanh á, không nhất thiết là phải đến Tết, có khi đến rằm mình cũng hay phóng sanh. Thì phóng sanh có hai trường hợp như vậy. Phóng sanh mà mình đặt trước, mình hẹn. Tại vì thưa với quý vị, nhiều người á, họ phóng sanh mà họ đặt, ví dụ như đặt tấn cá hoặc là 100 ký cá. Mình đâu có rảnh đâu mà mình ra chợ mình lựa từng con. Nhiều người họ đặt hẳn luôn, đặt hẳn một cái người nào đó thôi, bây giờ anh cái ngày đó anh đem tới cho tôi 1 tấn cá hoặc là cỡ 100 ký vậy đó, để tôi đi tôi phóng sanh. Thì quý vị nghĩ khi mà mình đặt hàng như vậy đó thì họ làm cái chuyện gì? Họ bắt cho đủ số để mình đem cho mình. Có nghĩa là bản thân những con cá đó lẽ ra nó vẫn tự do, nhưng mà do mình đặt hàng cho nên ấy, họ phải bắt nó về để gì? Để cho mình thả nó ra. Thì nếu mà mình suy nghĩ cho cẩn thận thì cái việc đó hình như là nó không có lợi ích, nó không có lợi ích. Mà đó là một cái kẹt của những nơi mà họ phóng sanh một cái số lượng lớn. Thì khi phóng sanh số lượng lớn như vậy thường họ đặt hàng, mà đặt hàng thì cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra thường xuyên. Cho nên mình nên suy xét lại. Cái kiểu phóng sanh thứ hai đó là mình tìm những cái nơi mà họ nuôi không vì cái mục đích phóng sanh. Coi như họ nuôi đó, mình có thể ví dụ như quý vị thả chim, thay vì mình mua những cái lồng chim mà 100, 1000 con, sao quý vị không đi vô những cái chỗ mà họ chuyên nuôi chim kiển chẳng hạn như vậy, thì cũng giá tiền đó thì mình thả, mình phóng sanh. Tại vì bản thân họ nuôi những cái con đó, nó không phải họ nuôi để cho họ kinh doanh cái việc phóng sanh. Quý vị biết nhiều lúc ở trong chùa đó, tôi thấy nhiều con chim nó tội lắm, mình thả ra nó bay không nổi. Tại sao vậy? Thả ra nó bay tới một cái nơi nào đó, người ta bắt lại vô, người ta bán lại. Một ngày có khi là nó bị bắt, rồi nó lại thả, bắt rồi thả 2-3 lần, nhiều bận. Cho tới lúc nó bay hết nổi luôn, nó mệt, nó kiệt sức, nó chết. Cái chuyện đó trong chùa, cái mùa phóng sanh nào cũng thấy ấy. Cái chuyện đó có. Cho nên ấy, cái việc mình làm thiện, cái bản thân cái việc phóng sanh á, sư không có bài xích nha. Bản thân việc phóng sanh nó là một cái tâm thiện. Mình muốn chúng sanh được tự do, bản thân nó là một tâm thiện. Nhưng mà thiện ở đây đó, vừa rồi quý vị cũng từng học qua cái phần tâm sở trong cái vi diệu pháp. Mình thấy tâm thiện nó có hai cái cơ bản, đó là tâm thiện mà có trí tuệ đi kèm và tâm thiện không có trí tuệ đi kèm. Khi mà mình làm cái việc thiện mà mình không có trí tuệ đi kèm á, thì đời sau kiếp khác nhờ cái tâm thiện đó mình được sanh làm người có, nhưng mà do mình không có trí tuệ đi kèm trong cái việc mình thành thiện, thành ra việc làm người của mình nó không có hoàn hảo. Nó bị cái gì? Do không có trí tuệ, mình sẽ là người thiểu năng trí tuệ. Do mình làm thiện không có trí tuệ đi kèm, mình được làm người nhưng mà mình bị khuyết tật bẩm sinh. Cho nên ý, muốn làm một người hoàn chỉnh, mình phải làm cái việc thiện có đi kèm với trí tuệ, dù cho đó là trí tuệ của thế gian hoặc là trí tuệ trong giáo pháp. Dù là trí tuệ nào đi chăng nữa, mình vẫn phải có trí tuệ đi kèm.
Thì như tôi nói, bản thân cái việc phóng sanh vẫn là tốt, nhưng hãy dùng cái trí tuệ để suy xét để làm sao mình phóng sanh đó mình đảm bảo mình không gây ra một cái vòng tuần hoàn, người ta, một cái con vật nó đang tự do, người ta bắt nó để người ta đưa cho mình, để mình lại thả nó ra để người ta bắt lại nó. Hãy suy nghĩ để làm sao đó cái việc làm của mình nó mang lại lợi ích, đó là đi kèm với trí tuệ thưa quý vị. Sư khi mà sư nghĩ về cái vấn đề này, sư chợt nghĩ ha, thí dụ mà mình thả cá đó, tại sao mình không đi thẳng xuống dưới cái miền sông nước, cái vùng quê đó, những cái nơi mọi nuôi bè, mình không hẹn trước họ nuôi đó, thì thường họ sẽ bán cho người ta làm thịt hoặc bán cho vì mục đích nào đó mà mình không hẹn trước, nó sẵn ngay cái bờ ở đây, họ nuôi bè, họ nuôi ngay sông. Tại sao mình không tới đó rồi mình trả tiền cho họ, rồi họ mở cái bè ra cho cá, muốn con nào muốn đi nó đi, đúng không? Mình không hề hẹn trước thì cái việc phóng sanh đó theo sư nó có ý nghĩa hơn. Nếu như mà mình muốn phóng một cái số lượng nhiều á thì mình có thể làm cái chuyện đó, nhưng mà nhớ nha, đừng, ví dụ như hôm nay mình đã phóng sanh ở cái chỗ này, xứ này rồi đó, thì cái lần sau mình nên chọn cái xứ khác. Đừng để người ta có cái tư tưởng là tôi nuôi đó là đúng ngày đúng tháng là mình lại tới rồi để cho họ phóng sanh, không có. Theo sư thì như vậy nó vẫn tốt, thì đó là cái ý kiến của sư thôi. Và một điều nữa, như tuần trước sư có nói là khi mình đi chùa đó, đừng đi chùa vào ngày Tết, đừng đặt cho mình một cái mục tiêu là 3 ngày Tết là tôi phải đi 5 ngôi chùa, tôi phải đi 7 ngôi chùa, tôi phải đi 10 ngôi chùa, nó không có gì. Nó chẳng qua là mình đi nhiều thì mình mệt thôi, chứ còn cảnh thì chỉ có như đó. Đối với người thực hành tứ niệm xứ thì đi đâu thì cũng chỉ có danh cả sắc. Quý vị lại một ông Phật chứ quý vị lại 10 ông, mà cũng một ông Phật đó ở 10 ngôi chùa, nó cũng như nhau, nó không khác gì hết. Nó không vì vậy mà cái phước mà nó tăng. Cái việc tốt nhất á, không phải mình đi nhiều chùa, mà mình đi vào chùa đó mình được cái gì ở trong đó. Khi mình đến một ngôi chùa đó, một cái điều khuyến khích và cũng là cái mục đích để mà một ngôi chùa được thành lập. Sở dĩ mà một ngôi chùa được thành lập á, là để chi? Để cho những hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến học hỏi giáo lý, thực hành giáo lý. Chứ mục đích của cái việc mà tạo ngôi chùa không phải để cho mình đi đi cho đếm đủ số, hôm nay tôi đi được 7 ngôi chùa, được 10 ngôi chùa để đem khoe, không có chuyện đó. Cho nên ý, cái việc tốt nhất và đúng ý nghĩa nhất ngày Tết, mình có thể mình đến một ngôi chùa nào đó mà mình thấy hoan hỷ, gặp một vị tăng nào đó mình thấy hoan hỷ, mình học hỏi giáo pháp, mình thực hành theo giáo pháp. Nếu như mình không gặp được một cái vị tăng mà mình hoan hỷ để mình học hỏi đó, mình có thể đến một nơi thanh vắng, một ngôi chùa thanh vắng mà mình thấy thích hợp, mình thành thiền, mình làm cái chuyện đó thưa quý vị, nó phước nhiều hơn nhiều, mình không thể so sánh được, không thể so sánh. Cũng giống như mình không thể so sánh cuộc sống của một anh ăn mày đối với cuộc sống của một anh tỷ phú. Bản chất hai cái đó nó khác biệt nhau về đẳng cấp, khác biệt nhau về đẳng cấp, cho nên mình không cách nào mình so sánh được. Cũng như vậy, cho dù mình đi 5 ngôi chùa, đi 7 ngôi chùa, đi 10 ngôi chùa, cái phước nó cũng rất hạn chế. Thay vì vậy mình tập trung vào một ngôi chùa thôi, nhưng mà vào ở trong đó học hỏi giáo lý, thực hành giáo lý bằng cách hành thiền, nhờ như vậy phước mình nó mới tăng trưởng cho quý vị. Và đó mình cũng sẽ làm nên một cái gọi là một cái nền, một cái văn hóa đẹp của việc đi chùa ngày Tết. Mình sẽ tránh được cái chuyện mà xô đẩy chen lấn ở một số nơi. Và thưa quý vị, ngày Tết thì còn có một chuyện nữa, đó là mình hay thích đi xin xăm, đi xem bói hoặc là đi cúng sao giải hạn. Cái chuyện đó thì người Việt Nam mình rất là nhiều,
Thì thưa với quý vị đó, nói nào ngay, bản thân sư thì trong gia đình sư phải nói gọi là một ổ luôn, có nghĩa là đều là thầy, gọi là thầy bói nhiều lắm. Bác của sư và cô của sư đều có cái khả năng mà xem tướng rồi xem coi như là coi bói đó. Thì nhờ như vậy thì cả một cái tuổi thơ của sư được nuôi dưỡng, được nuôi sống, gọi là làm ăn kiếm sống, được nuôi sống nhờ vào cái việc mà hành nghề của người thân. Cho nên cái cách nhìn về việc bói toán của sư nó không giống với những người khác. Sư nhìn nhận cái việc xem bói đó nó có chính xác, nó có đúng vậy chứ không phải không. Và một người có tay nghề đó, một người xem bói có tay nghề đó, họ có thể nhìn rất là chính xác. Chứ nó, sư không nói đến những cái trường hợp mà họ dụ dỗ họ để mà họ moi tiền của mình. Sư không nói đến những trường hợp đó, mà sư nói về những người mà xem bói mà họ có năng lực thật sự đó, họ xem rất là đúng, xem rất đúng chứ phải không. Mà bản thân cái việc xem bói đó, mình có thể mình xem tướng hoặc xem chỉ tay. Quý vị xét coi là cái thời gian qua là mình đã học 8 cái giới, trong đó có giới thứ 8 là giới không tà mạng. Thì bản thân cái việc xem bói nè, không phải sắc sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói vô ích, không nói đâm thọc, rồi không nói những cái lời hung dữ. Thì quý vị thấy, bản thân những cái việc, bản thân cái người mà hành nghề đó đó, không phải là cái nghề tà mạng, không phải nghề tạm mạng. Cho nên sư vẫn dành cho họ một cái sự trân trọng. Và cái nghề nào thứ gì nó cũng có mặt trái của nó. Thì những người mà lợi dụng cái việc này để mà họ kinh doanh, để mà họ lừa đảo thì cái việc đó vẫn có. Đương nhiên là sư không nói đến cái thành phần này. Bởi vì thành phần này thì nghề nghiệp nào cũng có. Ngay cả bản thân những người đạo đạo đắc y thì cũng có một bộ phận họ không có tu hành mà họ chuyên gia, họ mượn cái áo Phật để họ kinh doanh, cái việc đó vẫn có. Thì thưa quý vị đó, cái việc này thì bất kỳ một cái nền văn hóa nào cũng có hết, bất kỳ nền văn hóa nào cũng có, châu Âu cũng có, châu Mỹ cũng có, ngay cả bản thân Ấn Độ thời xưa cũng có. Điển hình là cái lúc mà Bồ Tát mới sanh ra đó, thì đạo sĩ A Tư Đà đến xem tướng cho Bồ Tát. Và đạo sĩ nói là cái con người này ngày khóc so với ngày cười so với ngày khóc. Thì Vua Tịnh Phạn hỏi thì ngài nói là cái con người này nè, khi mà sau khi xem tướng đó, thì ông A Tư Đà mới nói là con người này, thứ nhất là sau này họ sẽ trở thành một vị Phật, chúng sanh được cứu rồi, chúng sanh được cứu rồi. Nhưng mà ông khóc là bởi vì ông biết là cái tuổi thọ của ông không chờ được tới lúc đó. Ông khóc là ông tiếc cho chính bản thân mình, nhưng mà ông cười là chúng sanh được cứu mà. Thì quý vị thấy cái việc mà xem tướng á, nó có chứ phải không. Và trong rất nhiều những cái tiền kiếp thì Bồ Tát cũng là một người thầy tướng, thầy xem tướng cũng có. Nhưng mà như vậy là thưa quý vị, trong cái nghề bói toán á, nó có hai cái câu rất là nổi tiếng, đó là hữu tâm mà vô tướng, tướng tùng tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là mình có tâm nhưng mà mình không có tướng, thì cái tướng đó nó sẽ hiện ra theo cái tâm của mình. Mà nếu mình có cái tướng mà mình không có cái tâm thì cái tướng đó nó cũng sẽ biến mất. Ví dụ một người mà họ có cái tướng giàu sang, nhưng mà họ ra đường người ta nói thích quay gì một cái hoàn cảnh nào đó họ đâm chết người, bị án chung thân, thì cái tướng giàu sang của họ đâu có xài được, đúng không? Nó giống như có một cái câu chuyện là một cái cô gái mà tóc vàng, thì một hôm anh chàng họ đi vào một cái quán bar thì thấy cái cô gái tóc vàng này nó có những cái nốt ruồi ở những cái điểm lạ,
điểm đặc biệt. Thì ảnh mới vì cái lòng tốt, ảnh mới nói là cô đi khám đi nha, tại vì tôi nhớ là những cái người tóc vàng á mà có những cái nốt ruồi, tại vì nốt ruồi đối với y học thì nó không phải, nó là những cái điểm mà nhiễm sắc thể của cơ thể mình, đại loại như vậy. Thì cái người tóc vàng mà có những cái nốt ruồi ở những cái chỗ này nè là dễ bị ung thư, cho nên là cô đi khám lại đi nha. Thì bữa sau anh gặp lại thì cô này cổ nhuộm tóc nhuộm tóc đen. Anh hỏi sao sao vậy thôi, thì bữa anh nói đó, tóc vàng là bị nước ruồi chỗ đó ung thư thôi, tôi dùng nó tóc đen. Thì mình nó cũng như vậy, cái hiểu của mình về cái tướng thì mình cứ nghĩ là mình để tôi được giàu sang là tôi phải có cái tướng này có cái tướng kia, nếu như mà không có cái tướng đó tôi phải đi tôi giải phẫu thẩm mỹ. Bây giờ thưa quý vị, tra Google đó, có những cái dịch vụ giải phẫu, giải phẫu cái đường chỉ tay để nó tạo ra cái đường chỉ tay vui lắm thưa quý vị, để tạo ra những cái gọi là những cái tướng mà tướng giàu có. Nhưng mà đó, mình quý vị thử nghĩ là có khi nào mà nhờ tạo cái tướng giàu có đó mà mình giàu có không? Không có, không có, mà đó là do những cái việc làm của mình. Thời gian qua mình đã học được, học cái phần giới luật thì mình đã biết rồi, những do nhân gì duyên gì mà mình được giàu có, do nhân gì duyên gì mà mình phải bị nghèo, toàn bộ đều là do những cái việc làm của mình hết, đều do cái tâm của mình nó tạo ra cái hoàn cảnh con người của mình. Chính cái khuynh hướng tâm lý nó mới làm ra những cái hành động thiện ác, và chính cái những hành động thiện ác đó nó tạo nên cái thói quen của mình, và do cái thói quen đó nó tạo nên cái cảnh giới mà mình sẽ sống. Một người ham thích bố thí, ham thích giữ giới, cho dù cái đời này họ không giàu thì họ cũng đã gieo cái nhân giàu sang cái đời sau kiếp khác. Còn một người phá giới, một người keo kiệt cũng sỉnh, nếu chẳng may nhờ một cái phước nào đó mà mình được giàu thì chẳng qua họ cũng chỉ là cái người ăn cơm thiêu, cái người ăn những cái đồ ăn cũ, họ hưởng hết cái phần phước đó rồi, đời sau họ lại trở về nghèo khó như thường. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật không có dạy cái việc xem tướng, mà nếu như có một cái bài kinh nào đó mà nói về cái việc xem tướng á, thì đó là kinh tướng của trường bộ. Mà trong cái đợt bài giảng trong cái đợt rằm vừa rồi đó, thì sư đã có cái thời pháp nói về cái kinh tướng này. Có nghĩa là mình muốn đẹp, mình muốn có những cái tướng tốt thì mình phải tu những cái hạnh tương ứng. Ví dụ như mình muốn có một cái cặp mắt đẹp mà gọi là ai nhìn cũng đắm đuối luôn á, thì mình phải làm một cái việc đó là luôn luôn nhìn thẳng, không có nhìn ngang liếc xéo. Mà nếu như mình nhìn một ai đó khác giới của mình, ví dụ như người nam nhìn người nữ, mình không nhìn bằng cái tâm tham dục mà mình nhìn bằng cái tâm từ bi, thì nếu quý vị làm được cái chuyện đó đó, đời sau kiếp khác mình sẽ có một cặp mắt rất là đẹp, cặp mắt hút hồn người khác, mà người ta nhìn vào người ta không thể chống cự được. Muốn có cái đó mình phải gieo cái nhân, chứ không phải mình đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Hoặc là mình muốn có một cái giọng nói thu hút người khác, muốn có một giọng nói mà khi mình thốt ra người ta phải im lặng người ta lắng nghe, muốn có một giọng nói mà khi mình nói ra người ta phải tin tưởng, thì mình phải học cái hạnh gì? Nói cái lời chân thật, nói cái lời dịu dàng và nói những cái lời có lợi ích. Đó là bài kinh duy nhất mà Đức Phật nói về cái việc xem tướng. Có nghĩa là mình muốn được cái tướng đó thì mình phải tu những cái hạnh tương ứng, và nhờ tu cái hạnh tương ứng như vậy mình mới được những cái quả báo tương ứng nhờ cái tướng nó đem lại cho mình. Đó là cái quan điểm của việc xem tướng đối với Đức Phật. Cho nên ấy, hàng cư sĩ Đức Phật không có cấm cái việc mà xem tướng xem chỉ tay, không có cấm mình hành nghề thầy bói, nhưng mà hàng tu sĩ Đức Phật tuyệt đối cấm. Cho nên ví dụ như mà ai đó làm cái nghề thầy bói thì quý vị cứ hành nghề thoải mái, không, đạo Phật không có cấm nha. Nhưng mà nếu như mình là người tu sĩ thì làm ơn cắt đứt cái đó ra khỏi cái ngôi chùa giùm cái, đừng có đem những cái việc xem tướng xem chỉ tay coi bói coi ngày giờ tháng tốt
coi năm tốt năm xấu, coi sao coi này coi kia, đừng có đem vô chùa. Bởi vì sao? Nó không phải nơi thích hợp. Chùa là nơi để mình tu tập, chùa không phải là nơi làm những cái chuyện này. Đó là việc làm của hạng cư sĩ. Cư sĩ làm cái đó không có lỗi, làm cái đó không có lỗi. Nhưng mà người xuất gia mà làm cái đó là lỗi nặng đối với Thế Tôn. Tại vì mình đã làm sai lời Phật. Thưa sư, nếu vậy thì những cái ngày mà chôn cất cưới hỏi là không có những cái vị thầy đó là sao vậy? Nói về cái việc xem ngày thì cũng nằm trong cái việc mà xem bói. Thì nó như thế này nè, thì nó đầu tiên là mình xem về cái địa lý, có nghĩa là mình chôn cất ở đâu. Cái thứ hai là mình xem về cái ngày giờ. Thì ngày giờ đó không nhất thiết là nói cái chuyện mà cưới hỏi chôn cất, mà ngay cả những người mà làm ăn buôn bán, thí dụ như là qua Tết họ cần coi cái ngày khai trương thì họ cũng có, cũng có những người đi xem bói để lựa cái ngày. Thì như thế này nè, như sư nói trong kinh điển, Đức Phật không có bài xích cái việc xem ngày giờ, không có bài xích cái việc đó. Có nghĩa là nếu như mà ai đó có niềm tin đi xem thì vẫn cứ xem thôi, nhưng mà tránh cái việc mà mình bị lừa tiền. Nhưng mà đó, Đức Phật có nói về cái việc xem ngày giờ như thế này nè, trong Tăng Chi cái chương ba pháp. Cái ngày nào mà mình sống bằng cái tâm thiện, làm cái việc thiện và nói cái lời thiện, ngày đó là ngày tốt. Ngày nào mình sống bằng tâm bất thiện, mình nói lời bất thiện và mình làm những hành động bất thiện, ngày đó là ngày xấu. Giả sử mà mình xem được cái ngày đó, giả sử mình xem được cái ngày mà ngày đó là ngày tốt, mà ngày hôm đó mình ăn nhậu, ngày đó mình làm những cái việc mà trời không dung đức không tha, mình ngày đó mình không giữ giới, ngày đó mình không bố thí, thì cho dù cái ngày đó là ngày tốt, đúng theo ông thầy bói, ngày đó là ngày tốt, nhưng mà mình không có được cái phước để mình hưởng cái tốt của ngày đó. Có hiểu không? Có nghĩa là mình không có tương ứng. Giống như cái nắp, cái nồi và cái nắp. Nếu như cái nồi nó quá nhỏ thì cái nắp không thể đậy dừa, hoặc cái nồi quá to, cái nắp cũng không thể đậy dừa. Mà cái nắp với cái nồi, cái thứ nó phải tương ứng, mình mới đậy vô được. Cũng như vậy, giả sử mà có một ngày là ngày tốt hoặc ngày xấu, mà mình sống nó không có tương ứng với cái ngày đó. Ví dụ như đó, hôm đó là ngày tốt, mà mình không sống thiện, mình không nghĩ thiện, mình không làm thiện, mình không nói thiện, thì mình không có đủ cái phước để mình hưởng cái tốt của ngày hôm đó. Mà nếu như ngày đó là ngày xấu, ngày đó là ngày xấu, mà mình ngày hôm đó mình sống thiện, mình nghĩ thiện, mình nói thiện, mình làm thiện, thì cái phước của mình nó sẽ lướt qua được cái ngày đó. Tại vì nó không có tương ứng, cái nghiệp của mình nó không xứng để mình hưởng cái xấu của ngày hôm đó. Nhưng mà theo con nghĩ như thế này, nếu mà không có những cái thầy để mà ở trong chùa giúp mình á, thì mình sẽ đi đến những cái học đường trời ở ngoài xã hội. Cho nên mình là cư sĩ, mình là mình tin vào các thầy ở chùa, thì mình nghĩ là theo con nghĩ là chuyên lên để các thầy làm như đó để mà cư sĩ và các thầy sinh cho học thầy. Thì như sư nói đó, Đức Phật khuyến khích cái hàng tu sĩ, nếu như mà có cái gọi là cái xem bói đó chẳng hạn như vậy, thì mình phải dựa trên tinh thần của Phật pháp, có nghĩa là mình dựa trên lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như như nãy cô nói, ví dụ như ngày hôm đó là con cần cưới hỏi, cần khai trương, người cần nọ coi cái ngày, thì sư chỉ có thể nói cái bài kinh đó ra. Có nghĩa là nếu như mình muốn cái ngày hôm đó là ngày tốt thì mình phải làm như vậy. Còn mình xem, như sư nói, mình xem một cái ngày đó theo theo cái bên cái giới bói toán thì cái ngày hôm đó là ngày tốt, nhưng mà mình không làm cái nghiệp tương ứng để mình hưởng cái tốt ngày hôm đó thì mình cũng vô ích. Ví dụ như ngày mai này mình có thể là mình đi chôn á, nhưng mà chỉ cần một vị thầy đã nói rằng ngày mai đi chôn thì tự nhiên mình sư hiểu. Nhưng mà điểm tựa tâm linh á, nó dựa trên hai cái việc. Thứ nhất là mình tin mà mình hiểu tại sao mình tin, đó là cái niềm tin nó có chánh kiến. Còn mà để có cái niềm tin có chánh kiến đó, thì như sư nói là không có cái cách giải thích nào nằm ngoài Phật pháp hết. Nếu mà mình giải thích cái gì đó nằm ngoài Phật pháp là mình đi lạc.
Cái niềm tin thứ hai là thuần túy niềm tin không cần có trí tuệ. Mà cô biết là cái này thì nó nhiều, như hôm rồi đó, sư có đăng một cái trạng thái trên Facebook là phải nói bất hạnh cho những người mà được một cái đám cuồng tín mà nó tôn thờ. Bởi vì sao? Bởi vì đó, khi mà họ tin mình mà họ không có trí tuệ, họ không phân tích, họ không hiểu được tại sao họ tin, thì sau này họ đi theo người khác, rất là chuyện nó hết sức bình thường. Hết sức bình thường. Chẳng hạn như bây giờ mà mình thấy một cái người nào đó mà ngồi cách mặt đất chừng gang tay, mà ngồi kiết già, ngồi mà hào quang nó tỏa ra tứ phía, là coi như thiên hạ quỳ lại chết luôn. Lúc đó họ nói trên trời nó có cái gì người ta tin. Con nghĩ cái đó nó hại nhiều hơn lợi. Giả sử á, mình đi theo một người vì cái niềm tin mà mình không dùng cái trí tuệ để xem xét, nó nguy hiểm ở chỗ này nè cô. Thứ nhất, mình không chắc cái người thầy đó dẫn mình đi đúng hay đi sai. Nếu như mình đủ phước á, mà mình có một vị thầy chánh kiến mà dẫn mình đi đúng á, thì xin thưa là vị thầy đó không bao giờ hướng dẫn mình một cái niềm tin mà không có trí tuệ. Vị thầy đó không bao giờ làm. Mà khi mà một vị thầy dẫn mình đi bằng một cái niềm tin mà không cần trí tuệ suy xét, cấm nghi ngờ, một vị thầy cấm nghi ngờ, thì đa phần là vị đó đi theo con đường tà. Mà khi mà mình đi theo như vậy, bằng một cái nó không có suy xét, nếu may mắn thì mình còn làm ít những cái việc sai. Việc sai mình vẫn có làm đó, nhưng mà mình sẽ làm ít. Nhưng mà mình sẽ gieo một cái nhân, đó là đời sau cái khác cứ gặp đã đâu cũng tin. Dễ tin, có những người dễ tin, đức tin họ quá nặng mà họ xem nhẹ cái trí tuệ đó. Đời sau kiếp khác, họ rất là dễ đặt cái niềm tin lên người khác mà họ không cần biết lý do. Người ta kêu ôm bơm đi con là nó ôm bơm mới liền chết. Cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên có một lần một vị cư sĩ bệnh rất là nặng, nhưng mà nói với Đức Phật như thế này nè, bạch Thế Tôn: nếu như mà có một cái vị Bà La Môn nào đó, một vị ngoại đạo nào đó đưa cho con một viên thuốc hoặc một lá bùa, kêu con dùng nó đi và con sẽ hết bệnh, con sẽ thoát khỏi cái chết, thì bạch Thế Tôn, là cho dù con chết đi chăng nữa, con cũng không, con không bao giờ con dùng. Bởi vì sao? Cái bệnh này cùng lắm là con chết đời này thôi. Nhưng mà nếu như con tin theo một cái vị ngoại đạo, cho dù họ cứu con được đời này, nhưng mà chắc chắn con sẽ chết, không chết lúc này con sẽ chết lúc khác, thì họ sẽ dẫn con đi trôi lăn mãi mãi trong cái dòng sinh tử luân hồi. Vì con xét những cái đó cho nên là con không dùng thuốc hoặc dùng bùa chú của những vị ngoại đạo. Thì như cô nói đó, có những người họ cần cái điểm tựa nơi một vị thầy. Điểm tựa ở đây cụ thể là mình xem ngày giờ, thì vị thầy đó phải, nếu như mà vị này có cái khả năng đó, phải bằng cách nào đó để hướng dẫn cái người này, hướng dẫn cái người cư sĩ này bằng một cái chánh kiến. Chẳng hạn như vị thầy này có thể nói là ngày mai ngày tốt, nhưng mà để mà cô được cái ngày tốt đó đó, cô phải làm những việc này. Việc này là việc nào? Cô phải bố thí nè. Ví dụ như trước trong ngày hôm đó cô phải giữ giới. Ví dụ như bây giờ cô tới chùa đi, rồi bây giờ sư cho cô quy y giữ năm giới, và dặn luôn nha, từ giờ cho tới ngày mai, ví dụ như ngày mai ngày tốt, từ giờ cho tới hết ngày mai cô không được phá năm cái giới này. Năm cái giới này cô phải giữ. Nếu mà cô không giữ đó thì cái ngày tốt mà xem cho cô là vô dụng. Và trong cái ngày hôm đó là cô phải làm những cái việc, ví dụ như cô phải biết bố thí. Bố thí cho bất kỳ một người nào mà đi ngang qua cửa nhà mà họ khó khăn, mình đều cho họ ít. Cho nếu mình nghèo khó, thậm chí cho miếng cơm, miếng cháo cũng được. Mình có thể gọi đó là một cái phương tiện. Theo cái suy nghĩ cá nhân của sư, mình có thể gọi đó là một cái phương tiện vẫn được. Mình không nói gì cái chuyện mà Đức Phật nói ngày, ví dụ ngày nay là cái tâm tốt thì nó sẽ là ngày tốt, ngày nay tâm xấu sẽ là ngày xấu. Mình không nói, mình chỉ nói đơn giản rồi ngày mai là ngày tốt. Nhưng mà để mặt ngày đó được thì phải có điều kiện. Điều kiện ở đây không phải là đưa cho sư cái phong bì cho nó dày, không có chuyện đó.
Nhưng mà điều kiện ở đây thứ nhất, bây giờ cho thọ tam quy ngũ giới, mà nhớ nhỉ, giữ ngũ giới này cho tới hết ngày mai. Tại ngày mai không cần làm việc mà, giữ cái ngũ giới này hết ngày mai, cái là ngày mai cho dù có đãi tiệc tùng đi thế nào đi ăn nữa, chẳng hạn như cái giới không uống rượu, mình nhất quyết mình không uống một ly nào, phải giữ được cái chuyện đó. Và mình phải biết bố thí. Còn cái chuyện hành thiền thì xin thưa là đối với cái người mà thuần túy niềm tin, họ không có trí tuệ đó, kêu họ hành thiền làm được thì mình có thể làm cái chuyện đó, và mình gọi đó là một cái phương tiện cũng được. Cái chuyện đó thì theo cá nhân của sư thì sư chấp nhận, chứ còn không phải là mình coi tí sủ dần não thành tiện ngọ mùi đó, rồi ngay nay là ngày kim sinh mộc, mộc sinh thủy, sinh hỏa chẳng hạn như vậy. Đó là tà, cô phân biệt được không? Hai cái kiểu con nó khác nhau á, hai kiểu con nó khác nhau. Thì nếu như mà có một cái coi ngày coi giờ thì sư vẫn khuyến khích cái kiểu coi trước hơn, có nghĩa là mình có cái điều kiện. Điều kiện đó là cái gì? Mình làm những cái thiện pháp. Đối với người họ kém trí tuệ, họ thuần túy về niềm tin á, thì mình có thể hướng dẫn như vậy. Nhưng mà hướng dẫn kiểu gì thì cũng không được đi rời khỏi chánh pháp. Đó là sư nói về cái việc coi ngày giờ. Còn cái việc mà xem đất, ví dụ như xem đất cất nhà, hoặc là xem đất để mà khai trương, hoặc xem đất để mà mình chôn, thì xin thưa với quý vị, nó có những vùng đất tốt, có những vùng mà gọi là long mạch, có. Nhưng mà mình có đủ cái phước để mà mình hưởng cái long mạch nó hay không, đó mới là quan trọng. À, cái này sẽ nói trong kinh điển luôn nha. Thì cái kinh thành Ca Thì La Vệ đó, gọi là cái kinh thành là Kapila Phát Thú, sở dĩ đó có tên gọi là kinh thành Kapila đó, là bởi vì như vậy nè. Và lúc xưa có một vị đạo sĩ tên là Kapila, vì đề thấy như thế này, có một cái vùng đất ở trong rừng mà có một cái vùng đất rất là ngộ, đó là khi mà con thú lớn nó được con thú nhỏ đó để nó ăn thịt đó, tới cái khu vực này tự nhiên cái con thú nhỏ nó quên đi cái chuyện nó bị vượt, nó không còn sợ hãi. Con thú lớn nó tới cái khu vực này tự nhiên nó không còn muốn vượt đuổi cái con thú nhỏ nữa, là tự nhiên là nó không còn cái chuyện giận hờn, cái chuyện mà săn đuổi, cái chuyện mà sợ hãi, nó không còn. Mà ông đạo sĩ cái lá này, ông thấy cái chuyện này không phải ngày một ngày hai, mà suốt một cái thời gian dài, cái vùng đất này đạo sĩ nghĩ đây là một vùng đất hết sức đặc biệt. Thì không lâu sau, bảy anh chị em con của vua Okaka thứ ba, do cái vấn đề mà chính trị ở trong đất nước, cho nên là phải di dân để mà tìm một cái nơi khác. Thì ông đạo sĩ thấy bảy con người này xứng đáng được ở cái vùng đất này, ông mới nói là cái vùng đất này đó, tôi thấy nó có những cái điều đặc biệt như vậy, tôi nghĩ đây là một vùng đất xứng đáng để xây dựng thành quốc, xứng đáng để lập nên một cái vương quốc. Thì bảy con người này dừng chân ở đó và thành coi như là lập gia đình, và sau đó là tạo nên một cái kinh thành, một cái chủng tộc hùng mạnh mà sau này gọi là chủng tộc Sắc Giá, có nghĩa là chủng tộc Thích Ca. Đó là tiền thân của cái chủng tộc Bồ Tát. Và để biết ơn cái vị đạo sĩ Kapila này, người ta mới đặt tên cho cái kinh đô đó là Kapila Phát Thú, có nghĩa là Ca Thị La Vệ đó, có nghĩa là kinh thành mang tên của ông đạo sĩ Kapila. Thì cái việc xem đất rõ ràng trong kinh điển nó có, và trong chú giải nó còn rõ hơn như vậy nữa nè, là cái vùng đất đó đó, vào cái thời kỳ mày có những người gọi là xứng đáng để mà thừa hưởng, thì đó sẽ là một nơi tập trung của nền văn hóa, tập trung văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, đó là cái nơi tập trung của vũ trụ. Nhưng mà vào cái thời kỳ mà không có một người nào xứng đáng nữa hết thì cái vùng đó sẽ bỏ hoang, tại vì người ta không ở được. Quý vị thấy bây giờ mà nếu có ai đi Ấn Độ mà tới cái vùng cái Kapila Phát Thú
Năm xưa đó, bây giờ quý vị thấy cái vùng đó tan hoang hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì đúng y sẽ dạy. Bây giờ con người thời nay họ không còn xứng đáng để hưởng cái phước của cái vùng đó có mang lại, cho nên nó bị bỏ hoang. Thì cũng như vậy, những cái lông mạch, những cái thế đất, thế nó đẹp để mà nó gọi là thịnh vượng, người ta có thể sống ở đó được thịnh vượng. Ví dụ như hoặc là gia đình mà chôn cất người thân ở đó thì gia đình được thịnh vượng, hoặc là những người mà làm ăn buôn bán ở cái chỗ đó, khu vực đó được thịnh vượng, cái đó có chứ phải không? Nhưng mà đó quan trọng, cái này mới là quan trọng, mình có xứng đáng mình hưởng được cái phước của cái vùng đất đó hay không, đó mới là quan trọng. Nếu quý vị thấy vua chúa khi mà người ta xây dựng một cái kinh đô, người ta luôn luôn chọn cái vùng đất tốt nhất, đúng không? Gọi là long mạch á, lúc nào họ có chọn vùng tốt nhất hết trơn. Nhưng mà tại sao vẫn là chiều này lên là chiều kia xuống, vẫn có thịnh có suy? Bởi vì đến một cái giai đoạn nào đó đó, sanh ra con ra cháu, những đứa con cháu đó lên làm vua, nhưng mà họ không còn xứng đáng hưởng được cái phước của cái vùng đất đó nữa, cho nên nó phải suy đọa, nó phải đọa. Cũng vậy đó, nếu như mà mình xem một cái vùng đất nào đó nó tốt thì mình phải làm sao mình xứng đáng đối với cái vùng đất đó. Chẳng hạn như mình xem để mà mình cất nhà, mình xem để mà mình chôn cất người thân, mình xem để mà mình khai trương, mình lập nghiệp, thì mình phải xứng đáng để ở được cái vùng đất đó bằng cách nào? Như sư đã nói, mình đã học rồi, làm tất cả các cái thiện pháp, biết bố thí, biết giữ giới, biết hành thiện, đó là ba cái cơ bản. Mình làm được chuyện đó đó thì cho dù cái vùng đất đó nó không phải là một cái lông mạch, nó không phải là một vùng đất tốt, nhưng mà nhờ cái phước của mình ấy, mình ở đó chư thiên họ sẽ phù hộ, hàng phi nhân họ sẽ phù hộ, mà nhờ như vậy vùng đất đó nó cũng sẽ nhờ mình mà nó trở nên thịnh vượng. Quý vị biết có một kiếp mà Bồ Tát là một vị thầy thuốc, mà thầy coi như là cái phước của ngài đó nó lớn tới cái mức độ mà sau khi mà ngài chết, cái chỗ mà người ta chôn chôn ngài đó, chôn rồi đó, coi như là theo thời gian nó hoại rồi đó, mà người bệnh á tới đó tự nhiên khỏe, phước tới mức độ phước của ngài đó. Rồi đào mà đào, coi như là cái người, những người mà bệnh ở xa không tới được, họ đào một cái miếng đất, họ đào một khúc, họ đem về, họ đào khúc đem về, mà ngã cái đem cái đó về, họ chế biến xài sao xưa không biết, nhưng mà hết bệnh. Ngon, đã đào biết là thành một cái ha, một cái giếng luôn, đào biết là thành cái giếng luôn á. Mà rồi khi mà chạm mặt nước ngầm á, nước ngầm nó phúng lên, người ta múc cái nước đó cũng hết bệnh. Nhờ cái phước của cái người tu tập đó, mà cụ thể đây là Bồ Tát. Bồ Tát đã tu 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, cái máu của ngài bỏ ra vì chúng sanh nó nhiều hơn nước bốn biển. Cái lòng từ bi của ngài đó với chúng sanh là không thể đo đếm được, cho nên ấy, ngài ở đâu thì vùng đó trở thành cái vùng đất trù phú, đó là nhờ cái phước. Đó là sư nói về cái việc mà xem đất, xem ngày giờ, đó là ý kiến của sư. Và một cái nữa đó là khi mà mình nằm mơ, mình giải mộng đó, thì xin thưa với quý vị, nó có 5 cái nguyên nhân mà nó sinh ra giấc mộng, sinh ra giấc mơ. Thứ nhất là do thực phẩm, hoặc là những cái thay đổi ở trong cái nội tạng cơ thể của mình, mà mình gọi tắt đó là tứ đại đó, đất nước gió lửa nó điều hòa, nó sẽ sanh ra giấc mơ. Cái thứ hai là do cái ký ức, những cái gì mình đã nhớ, ví dụ nhớ người thân, nhớ này nhớ nọ, do ký ức nó sẽ tạo ra giấc mơ. Cái thứ ba là do mình thường xuyên suy tư, có là ngày thường mình hay suy nghĩ nhiều về một cái vấn đề nào đó thì mình cũng sẽ đem nó vào trong giấc mơ. Thứ tư là do phi nhân, có thể là hàng chư thiên hoặc là những cái hàng khuất mặt do phi nhân báo mộng. Thứ năm là do nghiệp, cho nên ấy, không phải bạ đâu, mình cũng đem cái mơ đó ra rồi mình bắt đầu mình đi xe coi bói,
không nhất thiết. Tại vì những cái nguyên nhân đầu thì quý vị thấy rồi, do những cái thức ăn nè, do cái biến đổi của cơ thể, rồi do cái những cái ký ức, hoặc là do cái việc mình suy nghĩ, cái việc đã hình thành giấc mơ. Phần lớn trong cuộc đời của mình, giấc mơ toàn bộ là những cái thứ đó thôi. Rất hiếm đối với hai cái trường hợp sau. Trường hợp thứ tư đó là do phi nhân. Thì ban đầu cái lúc trước sư cũng đã nói rồi, mình là cái thứ gì để mà phi nhân họ báo mộng cho mình? Mình phải xứng đáng, đúng. Ví dụ như hàng chư thiên thì mình phải như thế nào đó để mà họ báo mộng cho mình. Chứ còn mình là một người giới thì không có bố thí, không có keo kiệt bủn xỉn, không có thiền định phong trí tuệ gì hết. Họ lấy cái lý do gì họ báo mộng cho mình? Không có lý do gì hết. Có cái trường hợp nhà vua Bát Xê Na Đí, mà quý vị biết vua Bát Xê Na Đí là một trong 10 vị Phật vị lai, mà ngài có nghĩa là ngài tu nhiều lắm rồi, ngài tu nhiều lắm rồi, vô số kiếp rồi. Thì trong một cái lần mà ngài chuẩn bị phạm giới tà dâm, ngài chuẩn bị phạm giới, thì nhờ cái phước đó mà ngài nằm mơ nghe thấy tiếng gọi của những cái chúng sanh dưới địa ngục. Thì đó là một cái trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Bởi vì sao? Bởi vì đó, ngài tu nhiều lắm, cái phước ngài nhiều lắm, cho nên khi mà ngài chuẩn bị ngài phạm giới đó, thì nó có những cái chiêu cảm. Tại vì ngài tu quá nhiều, cho nên nó có một câu như vậy nè: mình là người giữ giới, thường xuyên giữ giới, thì đến một cái lúc nào đó giới sẽ giữ mình. Giới nè, ngày thường mình giữ giới thì đến cái lúc ngặt nghèo giới nó sẽ giữ mình lại. Thay vì mình làm không, mình không làm. Thì cái chuyện mà giấc mơ đó, thì như sẽ nói cái giấc mơ của Bác Sĩ nó đi, chẳng qua là do ngài là thiện pháp ngài quá nhiều, cho nên khi ngài chuẩn bị ngài làm ác là ngài mơ. Còn mình á, mình thử suy nghĩ coi hàng phi nhân mà cỡ nào mới thông báo cho mình, thì quý vị tự hiểu. Hiếm lắm thưa quý vị. Ngay cả người thân mình mà khi mất á, mà trở thành cái hàng phi nhân á, thì cái xác suất họ báo mộng cho mình nó cũng hiếm ghê lắm. Chẳng qua đa phần mà mình nằm mơ thấy người thân á, đa phần là do họ mất đi đột ngột, rồi mình lúc nào cũng nhớ tới họ, lúc nào cũng nhớ. Thì cái mà mình nhớ và nhờ vào cái ký ức của mình về cái con người đó đó, nó làm cho mình mơ mình thấy họ thôi. Cái chuyện đó là đại đa số là do như vậy. Còn cái chuyện mà do người thân mình về mà báo mộng, nó hiếm lắm chứ không gì, nó hiếm ghê. Và còn cái nữa là do nghiệp. Thì những cái trường hợp đó thường ấy, là cái lúc mà mình cận tử, cái lúc mà mình chuẩn bị mình chết rồi đó, mình mới hay có những cái giấc mơ đó. Chứ còn cái lúc mà mình còn sống, cái nghiệp bình sinh của mình vẫn còn, hiếm khi mình mơ thấy những cái giấc mơ do nghiệp lắm, hiếm lắm, mà đa số là không có. Mà có, nhưng cái câu chuyện mà kể giấc mơ thì nó có một cái như vậy nè. Bữa sư đọc ở trên mạng, sư đọc mà sư cười ở nước mắt. Thì kể về một cái anh ở cái chuyện cổ bên Trung Quốc. Thì ảnh nằm mơ, ảnh thấy có một cái cổ xe mà có 7-8 cô gái gì đó đẹp lắm, ảnh chạy theo. Thì thấy mà mấy cô này chui vô trong cái hang thì ảnh cũng tính chạy theo. Thì có một vị thần hiện ra nói với ảnh là: ta là thần Kim Cang, anh là cái người thường xuyên đọc kinh Kim Cang, nhưng anh không có được chui vô trong đây. Anh nằm mơ anh thấy vậy. Thì anh một hai đòi vào, nhưng mà anh ông thần một hai ông cản. Thì tới sáng tỉnh lại đó, thì anh kể câu chuyện đó ra, thì thầy mới nói hên anh gặp ông thần đó, chứ không thôi anh chết anh rồi. Bây giờ đi kiếm ở trong cái ông tin, bây giờ anh kiếm ở trong ngôi làng, kiếm coi có chỗ nào mà heo nó mới sinh không. Thì anh kiếm y chang, anh thấy mua một cái chuồng heo nó mới sinh. Thì anh, khi mà anh hỏi thì anh nói là tối hôm qua con heo nó mới đẻ, mà đẻ ra được cỡ đâu 7-8 con cái, mà lúc mà nó ra cái con đực á, cái con đực duy nhất ở trong bầy á, thì nó chết.
Dạ. Thì anh mới hú hồn nói trời ơi, tối mà tôi mà chui vô chung với cổ là chắc giờ tôi ăn heo. Nhưng mà nó như vậy nè, một người mà hiểu đạo á sẽ thấy rất nhiều những cái điểm vô lý. Vô lý thứ nhất, quý vị biết một cái chúng sanh đó, khi mà thân hoại mạng chung ngay lập tức đi đầu thai, chỉ có một số nền văn hóa nước nào cũng có hết, ngay cả châu Âu hay châu Mỹ cũng có một số nền văn hóa thì họ cho là người chết không có đầu thai liền, mà nó họ sẽ ở một cái trạng thái chẳng hạn như là linh hồn hoặc là thân trung ấm, một số nền văn hóa sẽ cho như vậy. Nhưng mà theo Phật giáo, một chúng sanh sau khi mà thân hoại mạng chung, sau khi chết ngay lập tức đi đầu thai, và ngay khi anh đầu thai thì không còn cái cơ hội gì để anh quay lại, cái chuyện đó không có. Khi anh đã đi đầu thai rồi, không có một cái cơ hội gì để mà anh quay ngược trở lại mình sống tiếp, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cái thứ hai, cái chuyện mà một cái chúng sanh mà khi mình đầu thai đó vào trong bụng của một loài súc sanh thì nó được tính, chẳng hạn như là mình bụng con heo chẳng hạn, thì được tính từ cái giai đoạn trứng gặp với tinh trùng, hai cái thứ đó nó gặp nhau, cái thức đầu thai của mình ngay lập tức nó tái sanh vô trong đó, nó nhanh như vậy. Có nghĩa là đó, nếu mà anh đầu thai là lúc đó là anh chỉ có một cái cục trứng mà nó có tinh trùng nằm ở trong thôi, nó chưa tạo thành một cái hình dáng của một cái con gì hết trơn. Cho nên không có cái chuyện mà nó ở trong chõng cho đã rồi nó đẻ ra là anh nói chuyện anh chui vô, không có. Mà nó nếu như mà anh đầu thai vào cái con nghe, anh phải đầu thai vô ngay cái giai đoạn đó rồi chứ phải chờ đâu. Nên khi mà mình đọc những cái mà câu chuyện này nọ mình phải cẩn thận, không phải cái gì mình cũng tin, phải suy xét coi coi nó hợp lý hay không hợp lý. Thì có thể thôi, thí dụ như ngày thường anh hay tụng kinh rồi anh nằm mơ anh thấy như vậy, hoặc là có thể là nhờ một cái chuyện gì đó là do phi nhân hoặc báo mộng hoặc là do cái nghiệp, nhưng mà kiểu gì thì kiểu cũng không bao giờ có cái chuyện mà anh đi đầu anh chuẩn bị đi đầu thai sao là kéo nghiệp ngược trở lại, chuyện nó không có xảy ra. Và đối với những cái người mà thanh thiếu niên thì ngày Tết thì có khi là họ còn đi xem coi là cái đường mà tình duyên hoặc là cái đường gia đạo như thế nào. Thì xin thưa với quý vị, nó có hai nguyên nhân để khiến cho hai người trở thành vợ chồng với nhau. Thứ nhất, do đã từng làm vợ chồng đời trước cho nên đời này gặp nhau là tự nhiên là tiếng sét ái tình, sao nó không có gì mà ngăn cản được hết trơn. Nó ghê gớm tới cái mức độ mà thưa với quý vị là mình không gặp mặt, mình chỉ nghe tên không thôi là tự nhiên mình thích rồi. Nghe tên nữa tự nhiên thích, trung tính đó nha. Đó là do cái duyên vợ chồng từ đời trước. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do cái sự giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ ví dụ như mình giúp cái này giúp cái kia, giúp thời gian dài đó mắc nợ thì là phải trả nhau thôi. Đó là hai cái nhân duyên mà trở thành vợ chồng với nhau, có nghĩa là một một cái là do vợ chồng ở kiếp trước đời này gặp lại, cái thứ hai là do cái sự giúp đỡ, do sự giúp đỡ thì nó sẽ tạo nên cái duyên nghiệp mà mình phải lấy nhau để mình trả cái nghiệp đó với nhau. Thì thưa với quý vị đó, biết như vậy để mình thấy đó, cái chuyện mà mình gặp một ai đó thương thì đều do nhân duyên và cũng không cần phải cưỡng cầu, không cần phải cưỡng cầu. Và còn một cái như vậy nữa, trong cái dòng sinh tử luân hồi đời này thì anh này hoặc chị kia làm chồng làm vợ của mình, nhưng mà trong dòng sinh tử luân hồi đó rất nhiều người đã từng làm chồng làm vợ của mình nhiều lắm, cho nên ấy chuẩn bị tâm lý mình sẵn sàng người vợ người chồng mình hoàn toàn có khả năng gặp một cái đối tượng nào khác ở ngoài xã hội và họ rung động, họ thương. Cái chuyện đó chuyện hết sức tự nhiên, bởi vì sao, đó là cái chuyện kinh khủng của dòng sanh tử luân hồi.
họ gặp lại người vợ người chồng đời trước, xui cái giờ có vợ có chồng rồi, nhưng mà họ gặp lại đời trước là tự nhiên họ thương, tự nhiên thương thôi. Thì cái chuyện đó mình có thể thông cảm được, nhưng mà thông cảm là khi mà vợ chồng mình thông cảm nhau thôi, chứ còn mà bản thân mình mà mình gặp cái người đó thì mình phải xem lại là tôi đã là người có chủ rồi, tôi đã là người có vợ có chồng rồi, thì tôi phải kiểm soát mình lại, phải kiểm, cái chuyện đó mình phải kiểm soát. Và như hồi nãy tôi nói, tất cả những cái việc mà ngày Tết mình đi làm, mình đi cầu bối, mình đi xin xăm giải hạn, mình đi chùa, rồi cúng kiến người thân, tất cả những việc đó đều nên dựa trên cái tinh thần nhân quả, thì đó mới là một người có cái niềm tin đúng đắn. Nhờ như vậy đó, không chỉ những ngày Tết mà những ngày còn lại trong năm mình cũng được an vui. Có nghĩa là nó có cái câu như thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết cái đời trước mình như thế nào đó, thì xem cái quả báo hiện tại, những thứ mình đang nhận, mình đang nhận cái gì thì mình biết cái nghiệp quá khứ mình như thế nào. Còn muốn biết tương lai mình như thế nào đó, hãy xem những cái hành động vào cái lúc hiện tại của mình. Có nghĩa là nếu như giờ này mình nghèo, mà quý vị cũng đã học giới luật trong những ngày hôm ngày trước rồi, thì mình thấy do mình thiếu giữ giới. Cụ thể là những giới nào mình xem hết từ đầu tới đuôi biết, do những cái giới đó thì mình bị nghèo. Hoặc là khi mình gặp những cái khó khăn gì ở trong đời sống đó, ví dụ như bị tai nạn, bị bệnh tật, bị những cái này cái kia, quý vị cứ mở ra cái giới luật mà những ngày qua mà sư đã hướng dẫn quý vị xem là mình biết tại sao mà tôi bị như vậy, do nguyên nhân gì mà tôi bị như vậy. Khi mình biết rồi đó, muốn khắc phục thì mình phải làm những cái việc tương ứng. Cụ thể ở đây chính là mình giữ giới. Cái việc mà mình làm nó không chạy đâu ngoài nhân quả hết. Và để cho cuộc sống mình được an vui thì mình đều phải nương tựa nơi nhân quả. Đó là lý do mà những ngày qua sư đã ráng, sư cho quý vị ghi chép đầy đủ, để mà khi có bất kỳ một cái việc gì nó xảy ra trong đời sống mình, mình đều có cái để mà mình đối chiếu. Nhờ như vậy đó, mình ít phải nương tựa ở bên ngoài. Chứ bây giờ sư kêu quý vị không đi coi bói, không thầy bói chém sư chết. Nhưng mà đó, mình có thể xem tại sao mà mình được như vậy, mình bị như vậy, và để mình được cái chuyện này, được chuyện kia. Ví dụ như mình muốn được thông minh, muốn được giàu sang, muốn được vợ đẹp, muốn được con ngoan, mình phải làm những cái việc gì, bắt buộc mình phải xem lại những gì mà mình đã học. Và trong thời gian tới, trong suốt quá trình học thì sư cũng đều sẽ chia sẻ đến cho quý vị để mình biết và mình đạt được những cái mà mình mong muốn trong ngày vị này. Đó là mục đích của sư.